Chị thông báo với cho tất cả các em, hôm nay chị sẽ chơi thử bộ kit làm slime của chị Cà Chua. Ở đây thì có 4 bộ, nhưng mà chị Cà Chua thì không nói là nó sẽ tạo ra sản phẩm như thế nào. Tuy nhiên, bằng cái kinh nghiệm của chị thì chị đoán đây chính là slime bay, bởi vì có tuyết nhân tạo. Cái này thì cũng có slime bay, nhưng nó lại được tạo ra từ hồ rán. Còn đây là slime xốp, còn đây là slime đất nặn nè. Chị quyết định là sẽ làm slime bay bằng keo sữa. À, hình như là bộ này cũng làm được slime xốp luôn. Nói chung là chị Cà Chua cho một bộ kit khá là đầy đủ, thích làm slime gì thì làm. Tuyết thì cũng có khá là nhiều, tuyết nhỏ này, hình như cái hạt tuyết này thì hơi to một chút xíu. À không, đây là bột làm đông slime chứ không phải là tuyết. Còn cái này là những cái chan chị Cà Chua cho, có cả kim tuyến nữa. Ở đây có một cái chan rất là xinh này các em, đây là em cừu thì phải. Ở đây thì có hướng dẫn để pha bột làm đông. Nó sẽ pha nước ấm hoặc là nước nóng. Chị sẽ ước chừng thôi, chứ chị không pha hết đâu. Tuyết nhân tạo thì chị pha một gói luôn. Đặc điểm của tuyết nhân tạo này là nó rất mịn. Đó, các em thấy chưa? Nó nở ra quá trời nở. Nếu mà tuyết nhân tạo không mịn thì sau khi làm slime xong, slime mây sẽ không được tơi. Không biết là chị làm có đúng không? Tỷ lệ nước như thế này đã hợp lý chưa? Thôi làm đại đại đi. Nếu mà không hợp lý, chị Cà Chua xem được video này sẽ bày chị lại. Keo sữa nhìn rất là ngon đúng không em? Nhưng cũng không ăn được. Chị sẽ lấy một ít thôi, bởi vì chúng ta cần phải pha với nước lọc nữa. Mùi của keo sữa thì cũng không hề thơm tho một tí nào. Nhưng mà không sao, chị Cà Chua có cho hương liệu. Chị một giọt thôi là nó sẽ thơm tho như một vườn dâu luôn. Và lỡ bỏ 3 giọt rồi. Thơm thật sự. Tiếp theo thì sẽ cho 2 giọt màu đậm đặc vào. Có vẻ vẫn còn nhạt, chị sẽ cho thêm. Sau đó thì chị sẽ cho thêm nước của chất làm đông hồi lúc nãy chị pha. Và cái này phải cho từ từ thôi. Vừa cho vừa quấy như thế này. Cái chất làm đông này thì theo những nghiên cứu của chị là bột borax. Cho nên các bạn nào mà dị ứng với lại keo sữa này và bột borax thì không nên chơi slime. Nếu mà chơi thì sẽ bị dị ứng và hư da tay đó. A few moments later. Công đoạn này thì khá là mệt. Để sản xuất số lượng lớn thì chị Cà Chua còn phải dùng một cái máy siêu to khổng lồ nữa thì phải. Còn nếu mà dùng tay như chị thì rất mệt. Bây giờ thì chị sẽ bóp trộn cho đến khi nó không còn dính tay. Nếu như mà lúc đầu mình cho quá là nhiều nước làm đông vào á thì chút xíu nữa mình sẽ bị cứng ngắc. Nhưng mà nếu như mà mình cho từ từ và chậm chậm thì sẽ bị mỏi tay như chị này. Bây giờ slime của chị cũng đã xong rồi này các em. Nếu mà có thời gian để ra bên ngoài một chút xíu, bọt khí tan hết thì mới đẹp. Nhưng mà chị thì không có thời gian. Chị sẽ làm slime mây ngay luôn. Bằng cách cho tuyết vào. Hình như cho tuyết vào, nó dẻo ra thì phải. Làm slime thì dễ, nhưng mà làm slime mây thì không hề dễ. Chị đã rất là nhiều lần làm thất bại. Mong là lần này làm thành công. Lúc đầu thì chị cứ tưởng rằng cục slime của chị đã không thành công bởi vì nó dính tay như thế này. Sau đó chị chỉ lấy một chút slime thôi và cho thêm tuyết cùng với rất là nhiều dung dịch làm đông thì nó được một hỗn hợp thế này. Giờ thì chị sẽ chơi thử cho các em xem nhé. Tuy là nó chưa thành công lắm, xém tí nữa thì chị tưởng rằng mình đã thất bại rồi. Nhưng mà không ngờ,
Không ngờ. Muốn slam khéo được hơn thì chúng ta cho thêm một chút bột làm chất làm đông vào. Đó là cái cách chữa trị của chị nha các em. Nếu như mà mình thấy nó quá là ướt thì mình sẽ phải cho thêm tuyết. Còn nếu như mà mình thấy nó quá là rời rạc với nhau thì mình sẽ phải cho thêm chất làm đông. Thành công rồi, không được làm mẹ thành công mà chị được làm thành công. Anh Tiểu Thúy thì cứ coi thường chị, tại vì lâu lắm rồi chị không làm slam. Tí tí anh Tiểu Thúy lại hỏi chị, thất bại đúng không? Đó, các em thấy cái chất slam mây của chị chưa? Rất là nhẹ nhàng luôn, sao mà thất bại cho được. Các em chú ý nhé, để làm slam mây thì chị cần một chút xíu slam thôi, nhưng mà cần khá là nhiều tuyết. Chị đã sử dụng hết 2 gói tuyết luôn đó. Các em thấy chưa? Càng chơi thì nó lại càng tơi. Nó chạy sống giống như một dòng thác luôn đó các em. Thác trắng mà có đầu bạc đó. Đẹp lắm. Mà càng kéo nó càng tơi. Kéo chậm thì nó sẽ tơi hơn kéo nhanh. Và nó sẽ phồng to hơn. Các em có thể nhìn thấy rõ này. Chạy xuống nhìn các hạt rời nhau. Đẹp ơi là đẹp. Vậy mà bóp một cái vào, nó lại dính lại với nhau. Chị cà chua còn cẩn thận cho thêm một cái hũ này nữa, để chúng ta có thể cho slam vào bên trong sau khi làm. Như vậy thì sẽ bảo quản được lâu hơn. Quả chị làm vừa một hũ luôn. Trước khi cho vào đây thì chị sẽ thả vào trong đây một ít những cái gọi là những cái kim tuyến ngôi sao ấy, thứ chị sẽ cho vào đáy. Người ta cũng hay cho vào đáy. Sau đó mới cho slam vào. Như vậy thì ở cái đáy nhìn rất là đẹp này các em. Còn cái chăm lớn này này thì chúng ta sẽ cho lên trên mặt và đậy nắp lại. Thế là chị đã có trên tay một hũ slam made in Thơ Nguyễn từ nguyên liệu của cà chua đỏ. Đây là slam mây xanh. Chơi thì chúng ta lại lấy ra để biến nó thành mây trắng. Mây xanh thành mây trắng thì dễ lắm. Chỉ cần lấy ra chơi, sau đó kéo kéo sợi là thành mây trắng thôi. Bây giờ thì ở trong đây nó đã có những cái hạt kim tuyến rất là xinh rồi. Chị còn hẳn 3 bộ kit nữa, nhưng mà chị sẽ chơi sau. Làm được thành công một cái thì chị đã cảm thấy rất là mừng rồi. Chị phải đem đi khoe với mọi người mới được. Video của chị đến là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng thích slime như chị thì hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ đến mẹ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em video sau.